Chào mừng quý vị đang đến với một điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Nhà dưỡng lão linh mục tại Hoa Kỳ bị nhiễm virus corona. Những cử chỉ nhỏ nhưng có ý nghĩa khích lệ lớn lao của Đức Thánh Cha. Tin Hoa Kỳ, nhà dưỡng lão linh mục tại Hoa Kỳ bị nhiễm virus corona. 13 linh mục tại nhà dưỡng lão Jenira Clary thuộc giáo phận San Luis, bang Missouri, Hoa Kỳ đã bị lây nhiễm virus corona, trong đó có 2 linh mục được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Báo St. Louis Review của Tổng giáo phận cho biết, mặc dù đã tuân hành các biện pháp vệ sinh kỹ lưỡng để phòng ngừa, như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khử trùng và xét nghiệm hàng ngày các nhân viên, cũng như cấm người ngoài đến viếng thăm. Hôm 18 tháng 4 năm 2020, có một linh mục hưu dưỡng bị lây nhiễm và 3 hôm sau đó, ngày 21 tháng 4, số linh mục bị lây tới 13 vị trong tổng số 30 linh mục hưu dưỡng tại đây. Theo Bộ Y tế Hoa Kỳ, 80% những người tử vong vì virus corona tại nước này là những người trên 60 năm tuổi. Điều này đặc biệt xảy ra tại những nhà dưỡng lão. Theo tin báo chí, cho đến nay, có ít nhất 8.000 người già tại các nhà hưu dưỡng ở Mỹ chết vì virus corona. Tin Vatican. Những cử chỉ nhỏ nhưng có ý nghĩa khích lệ lớn lao của Đức Thánh Cha. Trong thời gian đại dịch không thể tiếp xúc trực tiếp với giáo dân, Đức Thánh Cha Francisco vẫn giữ liên lạc với các tín hữu qua thư từ và điện thoại. Đặc biệt, Ngài thường điện thoại hay gửi thư để khuyến khích và nâng đỡ các tổ chức người dân trong giai đoạn khó khăn này. Trong một lá thư tay ngắn gửi cho Giám đốc Bệnh viện Pan Lanzani hôm 15 tháng 4 vừa qua, một bệnh viện chuyên về bệnh viện truyền nhiễm và điều trị phần lớn các bệnh nhân virus corona ở thủ đô Roma của Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn lòng quảng đại của họ và bày tỏ sự gần gũi của Ngài. Bệnh viện Pan Lanzani đã đăng trên tài khoản Twitter của mình lá thư ngắn của Đức Thánh Cha với chú thích: sự ủng hộ chân thành, mong muốn thực sự về sự gần gũi và những lời tôn trọng và sự ngưỡng mộ đối với công việc của chúng tôi từ Đức Thánh Cha khiến cho chúng tôi rất tự hào. Đức Thánh Cha cảm ơn Giám đốc Bệnh viện đã gửi thư cho Ngài và Ngài nhận biết tất cả những điều mà các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện đang làm. Ngài nói, tôi biết lòng quảng đại của họ không có giới hạn. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn gần gũi với họ trong thời gian này và cảm ơn chứng tá sống động của họ, không thể thực hiện một cuộc gọi video cho họ. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn những dòng chữ này giúp cho tôi hiện diện giữa anh chị em, nói với tất cả anh chị em rằng chỉ khi cùng với nhau chúng ta mới có thể thực hiện được. Theo Zenit ngày 21 tháng 4 năm 2020. Điện thoại cho ông chủ tịch công ty Chimac ở Cagbi. Hôm 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cảm ơn ông Giovanni Acleti, chủ tịch công ty Chimac ở Cagbi, vì công việc ông làm cho những người khác. Mỗi buổi sáng vào lúc 7 giờ, ông Acleti đều tham dự thánh lễ trực tuyến do Đức Thánh Cha cử hành. Vì thế, ông đã gửi thư cảm ơn Đức Thánh Cha về sự an toàn Ngài mang lại cho chúng tôi mỗi ngày đối với thời gian vô cùng khó khăn này. Ông Aleti chia sẻ, Ngài là một con người tuyệt vời, can đảm và đồng thời đơn giản, người chú ý và quan tâm đến mọi người và cả các doanh nhân, những người khi làm tốt công việc của họ. Họ thực sự có thể giúp đỡ những người khác trong việc giải quyết các vấn đề. Cũng trong ngày 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gọi video thăm Đức Cha Dario Olivero, Giám mục giáo phận Pinerolo ở Ý. Đức Cha Olivero bị nhiễm virus corona đã phải nhập viện điều trị trong gần suốt mùa chay vừa qua.
Cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha đã giúp cho Đức Cha thêm sức mạnh trong giai đoạn hồi phục. Mục điểm tin Giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.